nhanh bằng đôi tay, vừa học vừa chơi thật vui. Đừng có số không là cái bùa, tiếp theo cái nến số 1. Số 2 đưa cao là tai thơ, số 3 cài nghe xinh xinh. Trời có số 2 là nông khoa, không sao đã có cái khoa. Số 4 ngón tay mình vẫy vẫy, cái quạt số 4 không quên. Cả lớp chúng mình học rất ngoan, cô khen em number one. Trông giống nút like trên Facebook, nhưng cô gọi là anh Bèo. Anh Bèo số 5 mình nhớ nhạt, tiếp đến ta có số 6. Càng cua cấp đầu mình ui yeah, số 7 xuống nhỏ chiu chiu. Số 8 kế bên là sung lớn, số 9 ta sẽ bye bye. Học xong các số mình hát vai, bài học tuyệt vời hôm nay. Hay không mấy con? Hay không? Hả? Rồi, cô chào bạn Trung Quân nè, bạn Hồng Hạnh, bạn Đăng Dương, bạn Phương Nghi, bạn Ánh Nguyệt, bạn Bảo Anh và bạn Minh Châu. Cô chào các con nha. Rồi, nãy giờ các bạn... Con chào cô. Rồi, nãy giờ các con nghe nhạc rồi. Bây giờ, con biết ngày hôm nay mình học cái gì không? Cô mời bạn Anh Kim nữa nè. À, cô chào bạn Anh Kim nè. Rồi, bữa nay á là cô sẽ ôn bài cho các con. Ngày nay á cô gửi bài tập vô trong group á, các con có làm bài không? Có làm không? Bảo Anh, Minh Ngọc, Anh Kim, Minh Châu, không có làm bài không? Rồi, nếu mà con chưa kịp làm á thì ngày mai cố gắng con hoàn thành nha. Bạn nào làm rồi thì khoe cho cô xem nè. Cô lật sách ra, con khoe cô xem thử con làm được không. Không, kêu con nói bài nào con. Bài nào cha mấy con? Sách con nè. Rồi, hôm bữa là mình học bài 20 mấy, bài 24, phải không? Đó, cô gửi cho cô, con là trang 32, 33, 34 đó. Nhớ không? Đó, lật ra xem thử làm được không, có làm chưa. Rồi, nếu bạn nào chưa làm thì ngày mai mình chủ nhật ở nhà làm nha. Rồi, bây giờ cô ôn con, cô ôn cho con. Rồi ngày mai mình có một ngày để mình ôn tập, rồi tối mai á mình làm bài kiểm tra nha các con nha. Thì tối mai á là các con sẽ kiểm tra, con làm bài kiểm tra trên cô sẽ ra đề là cô cho thời gian mình làm khoảng 30 phút chẳng hạn nha. Làm bài và mình chụp hình mình nộp cho cô, gửi nộp cho cô. Rồi ngày thứ hai ở nhà con nói ba mẹ quay video thực hiện khoảng 5 phép tính trong vòng 2 phút và để cho cô biết con bung tay như thế nào, con bung tay cộng trừ có được không, có chính xác không? Anh đưa cho con mình nha con nha. Bây giờ mấy bạn mà ba mẹ quay phim, quay video chừng 1 đến 2 phút đó, thực hiện 5 phép tính lập cho cô đó, thì ngày hôm nay mình làm bài kiểm tra mình cũng làm như vậy nha. Rồi đề bài như thế nào thì cô sẽ ra sao, cô sẽ báo sao cho ba mẹ nha. Rồi bây giờ nè, mình tập trung nè, làm bài ôn tập nè các con. No. Yes. Rồi, no. Đến đi gặp bố và cháu mời. Mình ra đến tên. Bấm được luôn. Nó bấm luôn. Người hướng dán tư du luôn. Con sợ to ra. Đừng bấm nó vào bắt nhỉ. Rồi, thấy chưa các con? Rồi. Thấy rồi phải không? Rồi bây giờ mình làm bài ôn rất là dễ. Rồi nhìn nhé cô, trên màn hình là cái gì đó các con? Hai cộng ba là hai miếng dưa hấu, thêm một miếng dưa hấu nữa là bao nhiêu?
2 cộng 1 bằng 3. Dễ quá không? Tiếp theo. Cộng 1 bằng 3. 3. 1 cộng 2 bằng 3. 3. Giỏi quá. Tiếp theo. 3. 0. Cộng 1 cộng 1 bằng 2. 2 bông hoa. Giỏi quá. Tiếp theo. Số mấy đấy con? 3 cộng 2 bằng 5. Đúng rồi. Rồi bao nhiêu đây? 2 cộng 2 bằng 2 cộng 2 bằng 4. Đúng rồi. Tiếp theo. 1 cộng 3 bằng 1 cộng 3 bằng 4. 1 cộng 3 bằng chẳng cô là 1 cộng 3 bằng 4. 1 cộng 3 bằng 2 cộng 3 bằng 1. 5. Con không thấy không? Ơi. Con có thấy không? Con thì thấy 2 cộng 1 3. À vậy hả? Rồi thấy chưa con? Rồi. Thấy chưa? Rồi. Rồi có không? Dạ rồi. 2 nè, 2 cộng 3. Cộng 3 cộng sao? Cộng 1, cộng 2, cộng 3. Vậy kết quả bằng mấy? Bằng 5. Kéo dễ quá không? Rồi tiếp theo. Bây giờ mình đi dấu cộng hay dấu trừ vô đây nè. Mình thấy ô đầu tiên. Ô đầu tiên là số mấy hả con? Số 3. Số 10. Thấy chưa? Số 10. 10. Rồi, cộng hay trừ? Số 6 thì bằng 4. Cô đố cái con á. Mình điền dấu gì? Dấu gì? Dấu. Rồi. Không thấy. Dấu gì con? Dấu cộng hay dấu trừ? 10 nè. Mình có 10 nè. Cộng hay trừ 6 mà bằng 4. Ôi, con không thấy. Ôi, cô không thấy màn hình. Cô không thấy. Ủa, có thấy không con? Cô con không thấy màn hình của cô. Thấy màn hình của cô. Con mà. Con thấy màn hình cũ à. Thấy cô. Ủa, con thấy màn hình cũ à hả? Rồi, cô chia sẻ lại nha. Rồi thấy chưa con? Này thành thành hai cô luôn. Dạ rồi. Thấy không con? Dạ rồi. Rồi 10 với lại 6. 10 cộng 2 cộng 6 bằng 4. Mình làm phép tính gì? Cốt cộng 2 cô là phép tính trừ. Giỏi quá. Rồi tiếp. 10 với 7 cộng 3. Phép tính 2 là phép tính trừ luôn. 10 trừ 7 cộng 3. Đúng rồi. Tiếp theo. Trả lời đi cô, là tính trừ. 12 phép tính cộng 2 bằng 14. Đúng rồi. Và cuối cùng 2 cộng 7 bằng 9. Đúng không? Đúng. Rồi mình có 2 nè. Cộng 7 cộng sao? Cộng 7 cộng sao mấy đứa? 1 2 3 4 5 6 7 là bằng mấy hả con? 9. Đúng rồi, dễ quá ha. Đúng rồi, dễ quá. Rồi, bây giờ trên màn hình mình có mấy cái cây? Mấy cái cây? Ôi, cô con thấy cây. Ủa? Ủa? Cây cô. Con cũng vậy. Mấy cái cây không con? Dạ không. Dạ không. Rồi thấy chưa con? Lâu lắm. Dạ không. Cô không thấy cây hả? Dạ. Con thấy màn hình của cô. Có thấy màn hình cô chia sẻ không? Dạ không. Cái màn hình cổ thôi cô. Ủa? Dạ. Rồi. Nào thấy không con? Vậy rồi.
là ba ba cái cây đúng không? Tôi thấy ba cái cây không? Rồi, có. Ba cái cây. Thì có phải là do hai cái cây do hai cộng một không? Đúng vậy không? Đúng rồi. Ba bằng hai cộng một. Giỏi quá. Rồi tiếp theo. Mấy quả táo? Năm quả táo. Năm quả táo. Rồi thì bằng năm quả táo thì bằng bốn quả táo cộng với mấy quả táo? Cộng một. Ừ đúng rồi, giỏi quá. Bằng bốn cộng một, dễ quá ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm, mình sẽ chơi trò chơi tiếp theo. Không, cơ bản như vậy thôi. Rồi mình làm bài tập tiếp theo nè. Rồi mình phải con nhìn thấy con có xem màn hình chưa? Dạ chưa. Cô ơi, cô con không thấy màn hình cô. Rồi, rồi. Chéo rồi nha. Con cảm thấy lúc nào yeah. Cô tên là chia sẻ mà cô tên là bay đi chưa? Chia sẻ. Con thấy chưa con? Dạ chưa. Con thấy đám mây chưa? Máy. Thấy cô. Thấy chưa? Rồi ạ. Rồi ha. Dạ chưa. Rồi. Rồi. Thải nhập. Rồi bây giờ trên màn hình có máy. Ôi cô đang chưa thấy màn hình của cô. Rồi nè, không thấy nữa. Thấy chưa? Được. Đã rồi. Đã rồi. Rồi sao? 8. Rồi 27. 27. Ừ, rồi. Tiếp theo là số mấy? Đó, hình chữ nhật. Hình tam giác, bí mật nha. Hình hình lục giác. Hình gì đấy các con? Hình trái tim. Đó. Còn đây là hình gì? Không biết. Ừ. Có gì? Rồi. Chắc là hình bây giờ nè. Bây giờ mình sẽ làm bài tập, mình sẽ chơi trò chơi như thế này. 27 bắt đầu từ số 27 nha. Cộng với số bao nhiêu? Cộng với số 18 bằng bao nhiêu các con? 27 đâu? Giơ tay lên. 20. 20 tay trái. Tay trái đâu? Tay trái đâu? Giơ lên. Giơ lên chưa? Tay trái. Rồi. Tay trái lên chưa con? Lắm. Giờ mình gấp cái này rồi. Bằng 40. Rồi. Bằng 40. 27 cộng cho 18. 27 cộng 10 cộng 8 8 này cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 4 cộng 6 cộng 7 cộng 6 8 8 bằng bao nhiêu? 5 bằng 45. Giỏi quá. Đúng rồi. Rồi 45 trừ 20 45 trừ 29 45 trừ 20 trừ 9 có 9 cái trừ không? 9 cái trừ không? Mình sẽ trừ 10 49. Ôi cô con thấy. Thấy không con? Được. Cô ơi cô con thấy màn hình của cô. Cô như thế này em chưa đâu. Con làm cái này ai học? Rồi được chưa con? À, từ đâu? Rồi, à, chín đúng rồi. Con làm được. Cho con vẫn thấy màn hình. Năm rồi được ạ. Mấy bạn thấy thầy rồi, thầy rồi. Rồi. Thấy không con? Thấy rồi. Màn hình bắn tới sao? Này nhá, còn trừ 9 này. 45 trừ 29. 45. Trừ 20. Trừ 20 trước. Trừ 20 đấy trước. 20. Rồi, trừ 29 này. Anh trừ 1. Phía bên trái. 1. Trừ 1
một phía bên tay trái. Rồi con này. Bung chín lên. Trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, trừ 6, trừ 7, trừ 8, trừ 9. Chị còn bao nhiêu nữa con? Con trai ơi, con 5 thêm 1 này, 45 này. 45 này, trừ 29 này, trừ 20 này. 20 này, 9 này. 1. Em không vừa 2. 3. Con quên đi. 1 này. 2. 3. 4. Quên giữ cho mấy giặt. Đăng Dương làm được không? Đăng Dương 45. Đăng Dương 45. Rồi, trừ 29 trừ sao? Còn bao nhiêu trừ 20. Trừ 9. 7. Trừ 9 trừ sao? Trừ 1 nè. Trừ 2. Trừ 3. Trừ 4. Trừ 5. Trừ 6. Trừ 6. Trừ 7. Trừ 8. Trừ 9. Chị còn bao nhiêu mấy con? 16. Ờ, giỏi quá. 16. Rồi, tiếp theo. Cộng 41. 16 cộng 44 làm sao? 16 cộng 44. Cộng 40 trước đi con. Không thấy. Ủa không thấy hả con? Không thấy. Sao lại vậy con ha? Không nghe nào. Rồi thấy chưa con? Nằm. Rồi rồi. Thấy chưa con? Nhớ còn 44 nghe. Đúng không? 20, 7, đúng không?
20 7 thôi. Đang nhiều biết là một con. Được chưa? 9 này. Này, 1 này. 2 3 4 5 6. Được chưa? Hết rồi. Đó trừ đến 7. 7 7 8 9 8 9 27 đúng chưa? 27 đúng rồi. Rồi, giỏi quá. Rồi các bạn nào chưa có làm được không? Thế con ơi. Các bạn nào chưa biết làm không? Lâm, suy nghĩ từ Lâm đi được không? Suy nghĩ trong cái đầu này này. Mệt lắm. Rồi, bạn Thanh Thảo biết làm không con? Thanh Thảo không biết làm hả? Rồi, Ánh Nguyệt biết làm không con? Chưa. Ánh Nguyệt biết làm không? Đấy, tập trong cô mới làm được. Con biết làm không con? Tập 1 đã tới tập 2 mà. Bảo Anh ơi, biết làm không con? 2, 4, dạ có. Dạ có. Rồi, câu hỏi lại Trung Quân, biết làm không con? Trung Quân ơi. Chưa. Con biết làm không? Chưa rồi. Đăng Dương biết làm hả? Rồi, Đăng Dương biết làm không con? Đăng Dương. Rồi, cái hỏi rồi, không hả? Hồng Anh biết làm không? Rồi bây giờ mình làm lại nha. Làm lại nè. Rồi tay xin đâu là tay xin đâu? Tay xin đâu là tay xin đâu? Giơ tay lên con. Rồi giỏi. Rồi Minh Châu, Minh Ngọc với anh Kim. Mở camera lên nha. Rồi Minh Châu đâu? Anh Kim. Mở camera lên nha. Bữa nay là bữa cuối cùng nè. Mình ôn tập nè. Ngày mai là mình thi rồi đó. Rồi giơ tay. Bây giờ nè, 23. 23 đâu? 23. Đấy, cô là cô ngồi ngược với các con á. 23. Thấy chưa? Thôi bây giờ cô làm trên thuận. Cô quay lại theo các con nè. 20 nè. 3. Thấy chưa? 23. Rồi, cộng 11. 10 cho con. Cộng 10. Cộng 11 đâu? Cộng 10. Cộng 3, 4. Cộng 1. Bằng 43. 43. Bằng 30 mấy? 34. Bằng 34. Cô làm quay lại. Cô làm ngược lại. 34. Ok, cũng dễ thấy á. 34. 34. Rồi, cộng 50. 50 kìa. 50 kìa. Cộng 50. Là bao nhiêu? 3, 4 thôi. 20. Bao nhiêu con? 20. Kết quả bằng 84. Ờ, bằng 84, giỏi quá. Rồi bây giờ mình trừ 21. Trừ 21 làm sao? Trừ 10, trừ 20. 10. Trừ 1. Rồi bên này một trừ. 63. 63. Giỏi quá. Rồi 63. Trừ 22. Trừ 20. Trừ 10. Trừ 20. Rồi. Trừ 23. Trừ 3. Trừ 1. Trừ 2. Trừ 3. Vậy còn mấy con? 40. Ừ, còn 40. Đúng không? Còn 40 đúng không? Giỏi. Rồi, tiếp theo. Tập trung quá, tập trung quá, tiếp theo. Có đôi giấy mà. 35. Nó đúng. 30. 35. 5. 10. 5. Ngoài. Thấy chưa? Ôi thôi, 35. Rồi. 35. 5. Phương Nghi xong làm con. 35. Ủa, anh Kim, anh Châu, Đăng Dương. Đấy. Rồi, 35. Trừ cho 6. Trừ 6, trừ sao? 6. Trừ 1. 5. 1. Trừ 2. À. Trừ 3. À. Rồi sao nữa? À. Trừ. Đâu, trừ gặp 4. Một cái bên dưới rồi. Rồi còn mấy? Còn hai mấy? Có biết làm không? Bây giờ cô nói lại nè. Em. Cô nói lại nè. Bây giờ nè. Cô mới nhớ. 50, 50 đi. 50. Rồi. 56. 56
Bây giờ trừ 6. Trừ 6 làm sao? Trừ 1. Trừ 2. Đúng không? Trừ 3. Trừ 4. Trừ 5. Trừ 6. Vậy còn bao nhiêu con? 50. 50. Rồi 50 trừ 3. Trừ 3 là cái giải rồi. Trừ 3 trừ 10. Rồi trừ 3 tiếp. Trừ 10. À 50 trừ 3, trừ 3 50 nè, trừ 3 là bao nhiêu? Đây này nè. Trừ 1. Đúng không? Là mình 50. Bung ra ngoài. Trừ 1 thì phải bung 9 lên. Được không? Chỗ này dễ không con? Nè, 50 lại nè, 50. Trừ 3, trừ sao? Trừ 1 là trừ 10 đó, bung 9, bung 40 lên. Thì bên này phải bung 40 lên. 9 lên. Trừ 1. Trừ 2, trừ 3. Chỉ còn bao nhiêu? 4 bài. 4 bài. 47. Rồi, 47 trừ cho 7. Trừ 7. 47 trừ 7. Bài trừ bài trừ 1 trừ 2 trừ 3 trừ 40 trừ 5 anh 40 trừ 6 40 40 giỏi quá. Rồi 40 trừ 1 10 trừ 1 trừ 1 làm sao? Gặp 10 bung 9 bung 9 lên trừ 1 á con. Rồi bằng 39 bằng 39 giỏi quá. Hiểu không con? Nè. Phương Nghi có làm được không con? Phương Anh 39. Phương Nghi làm được không? Ừ. Rồi. Dạ được. Bây giờ 39. 39 trừ 5. Em cứ quên tay. Trừ 1. Trừ 2. Trừ 3. Trừ 4. Trừ 5. 34. 34. 34. 34. Trừ 4. Trừ 1, trừ 2, trừ 3. 30. Còn 30. 30 trừ 2. 30 trừ. Gặp 10. Gặp 10 nè. Gặp 10 là trừ 1. Bung 9 lên. Trừ 1. Trừ 2. Là còn nhiêu? 28. 28. Đúng rồi, giỏi quá. 28. Rồi. Đúng. Trừ cho 3. 1, trừ 2, 3. Còn bao nhiêu? 25 trừ 1. 25 trừ 1. 24. Trừ 1. 24. 24. 24 trừ 2. 24 trừ 1. Còn 22. Còn 22. 22 trừ 11. 2 trừ 11. Trừ 11. 2 trừ 11. Trừ 10. 11. Còn mấy? 11. 11. Giỏi quá. Giỏi quá. Rồi. Tự vỗ tay khen mình. Rồi có ba mẹ bên cạnh con chia với ba mẹ đi. Giỏi quá. Giỏi quá ha. Rồi bây giờ mình làm lại nha. Làm tiếp nha. Rồi. Đại. Tiếp theo. 56. 56. Tới rồi quả. 56. Rồi. Trừ 5. Trừ 1. Trừ 2. Gặp 3. 51. 3. Trừ 4. Trừ 5. Trừ 6. 51. À, trừ 5 còn 50. Đúng rồi, còn 51. Đúng rồi. Rồi, 51. Trừ 2. Trừ 2. Trừ 1. Trừ 2. Cái chữ này dễ không con? 49. Hơi khó phải không? 51 nè. 51 nè. Trừ 2 làm sao? Trừ 2 là trừ 1 nè. Rồi có 2 không? Có 2 không? Không có. 50 nè. Trừ 1. Trừ 2, trừ 10 thì bung 40 lên. Đúng không? Rồi, đồng tử bên này, bên 9 nè.
Mình kết hợp với hai chữ nha. Làm lại. 50. Alo. Alo. 50. Alo. Rồi. Alo. Chữ 2. Chữ 2 làm sao? Alo. Chữ 1. Là chữ 10. Bung 40 lên. Đồng thời bên này phải bung 9 lên. Rồi. Trừ 2. Trừ 1, trừ 2. Còn bao nhiêu? 40 mấy? 48. 48. Rồi, cái này cho con. 50. 50. Trừ 1. Trừ 1 là sao? Trừ 1. Là trừ 10. Nè. 40 lên. Bung 40 lên. Là mới có 40 à. 10 trừ 1 bằng mấy? Còn 9. Gặp 10 bung 9 lên. 1 2. Lấy 50 trừ 1 bằng nhiêu? Em đang bật tiền đấy. Nói đi. 50 50 trừ 1 bằng 49 nha các con. Chỗ này hơi khó đúng không? Đó. Rồi 49 trừ 2 trừ 1 trừ 2 bằng nhiêu? 43. 43. Rồi 47 trừ 5 trừ 1 trừ 2 trừ 3 trừ 4 trừ 5 còn bao nhiêu con? 42. Rồi 42 mà trừ cho 12. 42 trừ 10 30. 1 trừ 2 còn bao nhiêu? 30. Giỏi quá. Rồi 30. Các bạn nào không biết tính nữa không? Thanh Thảo biết tính không con? Bàn 30. Chưa hả Thanh Thảo? Ờ rồi. Cái này này, bố nói này, anh béo thu vào anh gầy rồi ra. Bên này gấp một cái thì bên này phải xòe ra một cái. Béo thu vào gấp. À, đúng rồi, có một số bạn là ở nhóm thứ hai với thứ năm đúng không Thanh Thảo ơi? Con ở nhóm thứ hai với thứ năm đúng không? Hôm bữa con học thứ hai với thứ năm đúng không? Ờ à, đúng rồi. Còn nhóm của mình á là nhóm thứ bảy với chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật là các bạn đã học gần xong rồi. Hôm nay các bạn ôn tập để các bạn thi. Đúng rồi. Những bạn mà học thứ hai thứ năm á. Thứ hai thứ năm là bạn mới có học mấy buổi à, cho nên bạn chưa có biết. Đúng không con? Hoài An ơi. Hoài An ơi. Hoài An nè. Đúng. Con học mà thứ hai với thứ năm. Thứ hai thứ năm mới là đúng không? Nha. Yeah. Là gì? Ta rồi thôi bây giờ cô ôn chung luôn như vậy. Không. Rồi. Để các bạn nào mà bữa thứ hai thứ năm á thì mình học lại cơ bản. Học cơ bản thì mình sẽ hiểu rõ hơn nha. Còn những bạn mà bữa học thứ bảy chủ nhật á. Cái lớp mà thứ bảy chủ nhật á là mấy bạn hiểu rồi, mấy bạn biết làm. Đây nè. Bây giờ mình chơi một trò chơi tiếp nha. Có 11. Rồi, bây giờ mấy cho mình chơi trò chơi tiếp nè. Rồi đây. Bà. Chờ cô một xíu nè. Đây. Như vậy sai vậy? Đây. Mà được lột mớ nói gì nhắn tin đấy chứ. Nhắn tin thì nhắn thôi. Nhắn thôi. Rồi các con thấy màn hình của xe chưa? Con thấy chưa? Dạ rồi. Thấy rồi phải không? Rồi bây giờ nè. Bài này dễ lắm các con. Rồi. Bây giờ á, bên trái mình á là mình làm phép tính cộng trừ. Còn bên phải á, hình màu tím là có đáp án sẵn luôn con. Bây giờ nhiệm vụ của mình là tính cho ra đáp án và mình kết nối cho đúng số thôi. Dễ lắm. Rồi đầu tiên 33 cộng 6 cộng 7. 33 đâu?
33. Cộng 6. Cộng 6 làm sao con? Cộng 6. 1. Cộng 1. Cộng 6 nè. Cộng 1. Cộng 2. 4. Cộng 3. 6. Cộng 4. 7. Cộng 5. Cộng 6. Rồi cộng 7. Cộng 7. Cộng 7 làm sao? Cộng 7. Ra 5. Rồi. Dạ. 1. Đây. Cộng 7 làm sao con? 1. Rồi. 2. Cộng 1. 2 bên tiếp. 2 chứ mà. 2. 2. 3. 3. 3. Cộng 4. Cộng 5. 7. Cộng 6. Bằng. Cộng 7. 40 bằng 2. Cộng 42. Đúng không? Ủa? 46. Ủa? 46. 46. Có bao nhiêu? 46. Ờ, bạn nào làm 42 đó. Rồi, 46, đúng rồi. Làm lại nha. 33. Cộng 6. Làm lại đi. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 3. Cộng 4. Cộng 5. Cộng 5. Cộng 6. 33 cộng 6 bằng bao nhiêu con? Mới gì à? Bằng 30. 39. Rồi 39 cộng 7 bằng nhiêu? 39 cộng 7 được không? 9 cộng 1. Cộng 1 thì bằng 10. Mình bung ngón ngón 10 ra ra. Là cộng 1. Cộng 2. Cộng 3. Cộng 4. Cộng 5. Cộng 6. Cộng 7. Vậy đáp án là bao nhiêu? 16. 16 đúng rồi, giỏi. Tiếp theo, 93. 93 đâu? 93. 93 trừ 40. Trừ 40 trừ sao? Trừ 40. Trừ 10. Trừ 20. Trừ 30. Trừ 40. Rồi trừ 3. Trừ 40. Trừ 40 còn bao nhiêu? 3 trừ 40 trừ 3. Rồi 53 cộng 17. Cộng 10. Cộng 7. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 3. Cộng 4. Cộng 5. Cộng 6. Cộng 7. Chị đã bán bao nhiêu con? 70. Ôi, giỏi quá, 70, đúng rồi. Rồi, Hồng Hạnh biết làm không con? 1 này. 1 này đây này, hàng số 1 này, hàng số 2 này. Phương Nghi, anh Đăng Dương biết làm không? Bảo Anh biết làm con? Rồi, anh Kim. Ờ. À, giỏi. Bây giờ làm mình bà nhắc tin coi cô cộng với lại số lớn con chưa có biết làm. À, bạn nào chưa biết làm? Bạn Phương Nghi hả? Con Phương Nghi. Ừ, rồi ok, bây giờ mình làm lại nè. Tiếp theo 68. 60 đâu? 60 là tay trái nha. 60 tay trái giơ lên. 60 rồi. 8 8 là tay phải. 8 nè. 1 2 3 4 5 là anh béo nè con. 5 anh béo. 5 6 7 8 68 nè con. Rồi cộng 27 làm sao? 8 cộng 27. Cộng 20 đi con. Cộng 20 tay trái nè. 20 tay trái nha. 10 20 20 21 20 30 40 40 50 50 50. Rồi. Rồi cộng 7. 1 2 2 cộng 3 10, 4 cộng 1 3 cộng 2 cộng 3 40 7 cộng 4 cộng 5 10 dưới 6 cộng 7 40. Ờ, bạn Trung Quân ra đáp án rồi. Nhưng mà các bạn kia chưa. 68 cộng 27 bằng 90. 95. 95 rồi trừ cho 50 đi con. Trừ 55. Trừ 50. Trừ 5 luôn. Là cậu nhiêu? Là bao nhiêu? 10 đúng rồi. Giỏi quá.
Con mệt rồi, con mệt nó. Tính đi. Rồi mình sắp hết rồi, còn 2 câu nữa rồi con. 32. 32. Rồi cộng 23. Cộng 20, cộng 20 làm sao? Cộng 10. Cộng 20. Cộng 2 cộng 20. Rồi cộng 20 đâu? Rồi. Cộng 20 trước, 10. Cộng 3. 10 bên dưới. Cộng 1. 10. Cộng 2. 10. Cộng 3. Kết quả là bao nhiêu? Quay lại, con quay lại. 3. Con này 10. Kết quả là bao nhiêu con? Đăng Dương. 2, 3 đúng không? Kết quả là 55. Đúng rồi. 2, 3. Rồi, 55 cộng 2, 3. Cộng 10. Cộng 20. 10. Rồi, cộng 3. 8. 10. Cộng 1. 20. 20. Cộng 2. 1. Cộng 3. Cộng 3. 8 bằng 7, 8. Ồ, giỏi quá. Giỏi quá mấy bạn. Mấy bạn kia có, mấy bạn còn lại có kết quả giống bạn không? Ồ, giỏi, Hồng Hạnh 7, 8 đúng rồi. Giỏi quá. Rồi, còn cuối cùng, còn câu cuối cùng là cố lên. 49. 40, tay trái. Tay trái 40. 9. 9 tay phải. 49. 9. Rồi, 9 sáu. Trừ 10, trừ 10. Trừ 6. Trừ 1. Trừ 2. Trừ 3. Trừ 4. Trừ 5. Trừ 6. Bây giờ đi. Trừ 6 bằng nhiêu con? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, 3, 3. 3, 3 cộng 17. 3, 3. 3, 3, 3 cộng 17. Cộng 10. Rồi, cộng 7 đi con. Cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5, cộng 10, cộng 5, 7, là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Con số cuối cùng là bao nhiêu con? 5! Quá, giỏi quá. Hoan hô các con, giỏi quá. Rồi. Bữa nay các bạn giỏi quá ha. Ghê, không phải nha. Rồi. Rồi bây giờ con hỏi nè. Con hỏi nè các con. Bây giờ là con có tự tin để ngày mai mình làm bài thi không? Không. Có tự tin để làm bài thi không? Rồi bây giờ ngày mai con có nguyên một ngày luôn. Chưa có. Ngày mai con có nguyên một ngày luôn. Con làm bài tập rồi. Con lập sách giáo khoa ra. Lập sách giáo khoa single level 2 nè con. Đó, mình lập trang cuối cùng ra. Ừ đúng rồi. Thầy cho nè. Trang level 2. Đó, mình học bữa giờ là mình học đến level 2 rồi đó, trang cuối cùng rồi nha con. Đó. Bây giờ con lật ra trang 38. Bài 10, bài 26. 38, 39. Và xuống. 38, 39. 40, 41, 42 luôn. Đó, thấy chưa? Là bài 26 đó con. Mình kết hợp nhiều quy tắc. Được chưa? Đó. Về nhà ngày mai. Ngày mai thì có một ngày thôi, mình không có làm được nhiều đâu. Mình không có làm được nhiều đúng không? Thì các con chọn ra, ba mẹ chọn giùm con khoảng 10 phép tính hay là 20 phép tính gì đó, một trang nào bất kỳ, trang 38. Mình làm 10 phép tính hoặc là 20 phép tính chẳng hạn. Sáng mình làm 10 phép tính, chiều mình làm 10 phép tính. Được không con? Là tối mình gặp cô là mình làm bài được rồi đó. Nha. Đó. Em ơi. Mình chọn ra, mình không có thời gian nhiều, mình chọn ra mình làm vài 10 phép tính hay mình làm thôi nha. Đó, quan trọng là mình làm bài tập ít nhưng mà mình hiểu mình biết là được nha các con. Bài tính nha. Rồi sau đó thì buổi tối á thì cô sẽ cho con thi, thì con lật ra đằng sau là trang 43 cuối cùng luôn, thì có bài thi nè, con thấy không? Bài thi nè, thì cô sẽ cho con thi trong bài này, trong này luôn.
được chưa? Đó, bạn nào mà rảnh rỗi thì mình làm bạn level 2. Ừ, level 2. Cô bật mí luôn. Ở nhà mình có thể chuẩn bị cho cô làm cho cô cái bài bài 1, bài 2, bài 3 nè, trang mình làm trang 43 nè, có bài thi luôn. Ở nhà mình chuẩn bị trước đi nha. Mình coi sơ qua coi thử mình làm được không? Được không lớp? Rồi tối thì mình thi là mình không có nhìn tài liệu nha. Cô sẽ có thể là đảo đề một chút xíu thôi. Đảo các phép tính này chút xíu thôi. Nha. Đã cô bật mí luôn đó. Mà nhiệm vụ của mình là tối mai là mình làm bài tập, mình làm đề thi cho cô. Rồi sau đó là mình sẽ chụp kết quả lại, ba mẹ chụp kết quả lại. Chụp cái bài làm của con á, gửi cho cô xem thử là cô xem thử mình làm đúng không nha. Mà chính cái con làm nha, con phải tự làm nha, nếu mà sai thì cô sẽ sửa cho con. Rồi con nhờ ba mẹ quay video cho con, quay video từng khoảng 1 phút đến 2 phút thôi, thực hiện 5 phép tính cho cô thôi, được không? Đó, ví dụ như nè, bài thi trang cuối cùng nè, là trang 43 nè. Đó, thì ba mẹ lấy ngẫu nhiên vài số thôi, vài phép tính thôi. Mình ba mẹ quay phim, quay video cho con, bung tay cộng trừ cho cô từ 1 phút đến 2 phút thôi, không có nhiều. Nếu bạn nào giỏi thì là ba mẹ quay video nhiều 3 phút cũng được. Còn bạn nào mà có thể là mình làm 1-2 phút cũng được rồi nha. Rồi. Đúng rồi con. Xong rồi ngày đó, như vậy là ngày mai mình sẽ thi nha. Không có khó đâu. Mình cứ tự tin làm được thôi nha con. Đó. Còn mấy bạn nào mà học thứ 2 thứ 5 á, bạn nào mà học cái lớp thứ 2 thứ 5 á, thì thứ 2 thứ 5 có học. Lớp đó, lớp thứ 2 thứ 5 là mới có học có mấy buổi à. Rồi. Ngày mai con cần học không ạ? Bài thi. Bài thi nha con. Bạn nào mà học cái lớp mà thứ 7 chủ nhật nè, là ngày mai thi, đơn giản bài tập có trong sách luôn nha. Bạn nào chưa có thì cô chụp hình đưa lên, rồi ngày mai là sáng chiều đó mình rảnh rỗi mình làm 5-10 phép tính đó, mình luyện trước đi nha con. Đó. Khách rồi, khách rồi. Nha con. Bao dục cửa hương khác. Chưa thì cô sẽ chụp hình. Chọn hình lục đó. Cô chụp hình rồi cô gửi vô group nha, ba mẹ xin ra cho con làm. Hoặc con nhìn lục giác. Con nhìn bài tập mới rồi con viết ra giấy cho cô. Con sao? Nha. Con làm đi sáng. Làm đi. Làm được rồi. Rồi ngày mai mình làm xong rồi á. Rồi ngày thứ 7 tuần sau mình gặp lại, mình sẽ biết kết quả. Và nếu mà bạn nào mà làm bài đạt á, thì cô sẽ tặng giấy khen. Tưởng ra học viện sẽ tặng giấy khen cho các con vì các con đã sự cố gắng. Tưởng ra. Rồi bây giờ là 8 giờ rồi các con. Bây giờ mình cô tạm biệt các con. Rồi ngày mai mình gặp lại nha. Ngày 7 giờ. Ba cô. Ngày mai mình làm bài với nha. Chào con. Bye bye cô và các bạn. Con Linh ơi. Chào con. Cô con có ý kiến hay là con chưa có biết cộng số lớn. Làm em một bữa là con nghỉ thứ 7 vì con mất ở trường á cô. À, hôm bữa là con nghỉ học hả? Con nghỉ mấy buổi luôn? Thành ra con không biết hả? Nhật thứ 7 á cô. À. Con học ở trường á. Rồi bây giờ cô nói nè. Bạn nào mà chưa tự tin á. Chưa tự tin, mình không biết cộng trừ đó. Thì vào ngày thứ 2, thứ 5 mình vẫn có thể học lại nha. Được không? Bạn nào mà trái tim đúng không? Ngày mai con thi mà có thể là con thi không được. Con không biết làm. Thì cho phép con ngày thứ 2, thứ 5 mình học lại. Học tiếp tục. Học lại từ cơ bản. Rồi xong mình để khóa sau thì mình sẽ thi. Được không? Con đi. Ví dụ như Phương Nghi không biết làm. Thôi cô, trước đây của anh con cũng bắt học chương trường nữa.
Yêu ai? Cái nhắn cho nó đúng không? Con học trực tuyến mà. Ủa vậy hả? Con học trực tuyến ở trong trường á. Rồi thôi để cô coi lại. Cô coi lại, có thể là thứ bảy chủ nhật là mình rảnh đúng không mấy đứa? À, cái con. Thứ bảy chủ nhật à, mình rảnh đúng không? Dạ, thứ bảy chủ nhật thì con rảnh. Ờ. Thứ bảy chủ nhật của con rảnh. Ờ. Để cô xem nếu mà thứ bảy chủ nhật mình rảnh thì cô sẽ cái lên lớp này của mình kết thúc rồi thì cô sẽ dời cái lớp thứ hai thứ năm qua thành là thứ bảy chủ nhật nha. Rồi có gì thì cô sẽ báo ba mẹ sau. Và ngày mai á thì mình sẽ vẫn thi nha, ngày mai cố gắng mình thi nha, được không? Nếu mà mình thi đạt á, mình làm bài tập đạt thì học viện sẽ chuyển cho mình một giấy khen nha, một giấy khen rất là hành tráng luôn, để chứng nhận là mình có sự cố gắng, mình đã vượt qua cái khóa học Fingermat hàng. Tính mình biết tính cộng trừ trong phạm vi từ 0 đến 99 trên đôi bàn tay nè, được chưa nha? Mình có giấy khen rồi mình khoe với vậy nè, các bạn nghe không? Rồi bây giờ người yêu mình chụp hình một tấm nè. Rồi cười lên, cười lên. Thanh Thảo ơi, cười Thảo không? Thanh Thảo kia. Rồi Thanh Thảo Trung Quân. Rồi mình làm hình trái tim giùm cô đi. Cái tim gì được không? Nè. Rồi Thanh Thảo ngoài đây. Ngoài đây. Rồi chụp hình nha. 1, 2, 3. Rồi. Rồi kiểu khác, làm kiểu khác. Kiểu khác bắn tim gì đây nè. Bắn tim gì nè. Rồi làm kiểu gì đó tùy các con. Giỏi quá. Rồi bạn Hoài An. Chị của Hoài An vô luôn. Rồi 1, 2, 3. Chị của Hoài An vô luôn. Cười lên. 1, 2, 3. Rồi. Rồi, giờ Đăng Dương cười gì kỳ vậy, nghe Đăng Dương. Rồi, nó được rồi. Rồi, bye bye cả lớp nha. Bye bye cô và các mẹ. Rồi, bye bye các con. Ngủ ngon nha, bye bye nha. Ngon nha.